Năm 2010, gia đình anh Đỗ Trung Hòa trồng trên 13.000 trậu tiêu. Tuy nhiên, đến năm 2017, diện tích tiêu bị bệnh chết hàng loạt. Sau đó, anh đã trồng thử nghiệm một số loại cây ăn quả như chanh dây, mít, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Cây bị sâu bệnh nhiều, tốn nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư lớn, đầu ra không ổn định. Sau khi tìm tòi học hỏi, thấy cây chuối tiêu hồng cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương. Giống chuối hiện nay lại được đảm bảo do nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô, sạch bệnh, có độ đồng đều cao, chi phí đầu tư thấp, thời gian thu hồi vốn nhanh. Bên cạnh đó, chuối sau khi thu hoạch sẽ để ra nhiều cây con nên không phải lo trồng lại. Nhận thấy những ưu điểm này, năm 2020, ông Hòa đã trồng 1.000 gốc chuối tiêu hồng trên diện tích trồng tiêu bị chết với chi phí đầu tư 100 triệu đồng. Nhờ cần cù chịu khó, vườn chuối tiêu hồng của gia đình anh sinh trưởng nhanh, cho quả to, đẹp, màu sắc bắt mắt nên bán được giá khá cao. Thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng chuối tiêu hồng mang lại, năm 2022, anh Hòa tiếp tục mở rộng thêm diện tích lên 10.000 cây chuối tiêu hồng. Hiện tại, vườn chuối của gia đình anh Hòa cho thu hoạch trên 25 tấn quả mỗi năm với giá 4.000 đồng trên 1 kg, trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng trên năm. Thì tình cờ trên mạng xã hội và các cái trang thông tin đại chúng thì có thấy cái mô hình trồng chuối tiêu hồng, thì cũng đã đi học hỏi kinh nghiệm và tham quan, sau đó về mạnh dạn đầu tư chăm sóc và trồng chuối tiêu hồng. Thì bước đầu thì thấy mô hình chuối tiêu hồng là rất hợp với thổ nhưỡng của địa bàn Tây Nguyên, nó mang lại năng suất cao và thu nhập ổn định cho gia đình. Theo anh Hòa, cây chuối tiêu hồng là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh nên không sử dụng thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, để chuối đạt chất lượng, có mẫu mã đẹp, cần tuân thủ nhiều yếu tố như chọn đất phù hợp, chọn giống tốt, không bị lẫn chuối tiêu xanh, không bị sâu bệnh. Bên cạnh đó, phải luôn đảm bảo đủ nước tưới, đủ phân, không lạm dụng phân bón hóa học và thuốc sâu gây ảnh hưởng đến chất lượng chuối. Hộ viên Đỗ Trung Hòa là hộ viên sản xuất kinh doanh giỏi của cơ sở hội. Ngoài nhiệt tình hoạt động trong phong trào của hội, thì hộ viên cũng đã chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình. Sau khi vườn tiêu chết, thì hộ viên cũng đã chủ động tái canh, phát triển tiêu biểu là mô hình trồng chuối tiêu hồng. Và đây là cũng là mô hình để hội viên xã vận động hộ viên trên toàn xã nhân rộng trong thời gian đến. Hiện tại, mô hình trồng chuối tiêu hồng của anh Hòa đang được Hội Nông dân xã Gia Hờ Rú chọn để nhân rộng trên địa bàn xã, góp phần chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn.